Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư trong cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính cùng với AZFIN. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2021. Nhân cái việc ngày cuối tháng thì Phục cũng đại diện cho AZFIN Việt Nam lên chia sẻ đến quý các anh chị về cái thời kỳ vàng cho cái tích sản cổ phiếu của chúng ta 2021, 2022, 2023. Để từ đó đưa ra được những cái chiến lược hợp lý và chúng ta an tâm trong cái việc tích sản này, hướng đến một cái mục tiêu lâu dài là tự do tài chính. Trong cái con đường đó thì chúng ta cũng hướng đến việc là dần dần lan tỏa đến những người xung quanh, họ hàng bạn bè, để chúng ta có một cái phương pháp không những đầu tư hiệu quả mà còn giúp chúng ta tiết kiệm hơn, giúp chúng ta sống chi túc hơn, tốt đẹp hơn. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái chương trình tích sản cổ phiếu tự do tài chính đồng hành cùng với AZFIN Việt Nam. Thì ngoài việc trao đổi về một cái cơ hội vàng trong đầu tư, trong tích sản của chúng ta, thì AZFIN Việt Nam cũng công bố rộng rãi hơn nữa cái cuộc thi gọi là chiến sĩ tích sản đến với quý các anh chị. Giống như cái mục đích ban đầu của AZFIN Việt Nam lập lên cái cộng đồng tích sản này là mong sao cho các anh chị đầu tư hiệu quả, các anh chị có một cái cuộc sống tự do tài chính nhàn nhã và vui vẻ. Đó thì cái giải thưởng này cũng không nhằm mục đích khác ngoài những cái mục đích như thế. Thì lát nữa thì chúng ta sẽ đến cụ thể hơn đến với cái giải thưởng đó. Vào với cái thời kỳ vàng cho tích sản cổ phiếu thì AZFIN cho rằng năm giai đoạn 2021-2023 là một cái giai đoạn mà chúng ta tích sản cổ phiếu tuyệt vời nhất. Nó cũng gần giống như cái giai đoạn 2013-14 trước đây. Đó, vì sao lại như vậy? Đầu tiên phải nói đó là định giá của thị trường chứng khoán hấp dẫn. Định giá của thị trường chứng khoán hấp dẫn, các anh chị ạ. Thì hấp dẫn như thế nào? Thì ở trên đây chúng ta thấy rằng cái chỉ số P/E đấy của VN Index hiện nay khoảng độ 16.4 lần. Thì đến cả hết năm 2021 thì PE còn khoảng 15.5 lần. Thì nó thấp hơn trung bình so với lịch sử từ 2015 đến nay. Phải nói là thấp hơn. Trong khi cái điều kiện kinh tế của chúng ta cho dù vừa qua có khó khăn do Covid, nhưng cái tầm và cái thế của Việt Nam đã khác xưa rồi. Thị trường chứng khoán cũng rất là khác xưa. Thứ hai là so sánh với lãi suất rất thấp ở cái giai đoạn này, thì có thể thấy cái việc định giá thị trường chứng khoán của chúng ta rất hấp dẫn. Nó chỉ tương ương với mức PE bằng 10 giai đoạn 2011-2014 mà thôi. Chính vì thế cho nên là rất là phù hợp với cái mục tiêu, cái tiêu chí đầu tư tích sản của chúng ta. Cộng đồng chúng ta tích sản là gì? Là khi cổ phiếu rẻ, khi định giá rẻ là chúng ta nhặt, đúng không ạ? Và định giá càng rẻ, càng đi ngang, càng thấp thì chúng ta lại càng happy với cái chuyện đó, đúng không ạ? Thì đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là đó là định giá thị trường chứng khoán nó hấp dẫn như thế thì sẽ trên một cái cơ sở nào nữa, đúng không ạ? Vừa xong Phục có nói đến cái câu chuyện là tương đương với PE 10 lần của cái giai đoạn 2011-2014. Vì sao lại vậy? Thì ở trên đây, quý các anh chị, quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy, đây chính là cái biểu đồ lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam 10 năm từ năm 2007-08 đến năm 2021 này, đến chính ngày 27 tháng 9 này. Thì các anh chị có thể thấy, trong quá khứ chúng ta thấy lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam cực kỳ cao, đúng không ạ? Năm 2007 là lên đến 7,6%. Thậm chí năm 2008 có lúc lên đến 17-18%, thưa các anh chị, lợi suất trái phiếu chính phủ, đúng không ạ? Và nó duy trì ở mức cao này đến năm 2013 là 10%, trên 10%, rất cao, đúng không ạ? Nhưng mà cái lãi suất từ năm 2012-13 đến nay nó đã có xu hướng giảm rất mạnh. Và hiện nay lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam chỉ 2.143%, thấp hơn so với của Indo,
của Indo là hơn 6%, thấp hơn Philippines, thấp hơn rất nhiều nước, chỉ cao hơn Thái Lan và Singapore một chút thôi. Điều này cho thấy cái nền kinh tế Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, nó trở nên ổn định và hấp dẫn như thế nào, thì cái trái phiếu nó mới trở lên có cái lãi suất thấp như vậy. Và thấp như vậy cơ bản chính là vì tiềm năng ổn định, tiềm năng kinh tế tăng trưởng tốt, ổn định kinh tế trong lâu dài mà các nhà đầu tư nước ngoài họ đặt niềm tin. Chính vì thế cho nên cầu cái trái phiếu chính phủ Việt Nam rất lớn, cầu rất lớn, làm cho cái lãi suất của trái phiếu chính phủ Việt Nam còn xuống có 2.143%. Thì để minh chứng cho quý vị biết cái mức này nó thấp đến như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem một số nước xung quanh được không ạ? Thì đây là của Việt Nam. Đó, chúng ta hãy cùng xem các nước xung quanh chúng ta xem như thế nào nhé. Như ở Mỹ, lợi suất trái phiếu chính phủ là 1.4785%. Vậy mà ở Việt Nam đâu đó chỉ 2.143%, cho thấy rất thấp, đúng không ạ? Rất thấp. Ở Anh là 1%, ở Nhật thì không nói, nó rất thấp rồi, đúng không ạ? Ở Úc là cũng là 1.4%, tức là Việt Nam cao hơn họ không nhiều, đúng không ạ? Đây, đất nước Brazil đây, đang phát triển, thậm chí còn xếp được xếp trên cửa Việt Nam, nhưng lợi suất trái phiếu chính phủ lên đến 11%, đúng không ạ? Nó cao gấp hơn 5 lần Việt Nam. Hay là một đất nước rất là to lớn với dân số đông nhất nhì thế giới Ấn Độ, lợi suất trái phiếu chính phủ cũng lên tới 6.2%, đúng không ạ? Mexico lên đến 7.2%, New Zealand thì cũng sấp xỉ 2% bằng chúng ta. Đó, có thể thấy là cái thị trường chứng khoán Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế, nền kinh tế Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế nó vững chắc, nó triển vọng như thế nào, thì thành ra họ mới trả cái lợi suất trái phiếu thấp đến như vậy, đúng không ạ? Đây, chúng ta nhìn thấy ở Nga này lên đến 7.33%, đúng không ạ? Đúng không ạ? Các cái nước trong khu vực, chúng ta sẽ cùng xem các nước trong khu vực nhé. Đây, khu vực châu Á đây, đúng không ạ? Philippines lên đến 4.6%, đúng không ạ? Chúng ta tương đương với Qatar hơn 2%. Đây, chúng ta tương đương. Còn chúng ta cũng tương đương với Hàn Quốc. Lợi suất trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 năm nó cũng là 2.168%, thậm chí lợi suất nó còn cao hơn cả lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam cơ. Đúng không ạ? Chúng ta cao hơn Thái Lan một chút xíu thôi. Malaysia, một nền kinh tế thuộc dạng phát triển thứ hai ở Đông Nam Á, thì lợi suất trái phiếu cũng lên đến 3.44%. Đó, quý vị có thể đấy, 3.44%. Singapore 1.5%, đúng không ạ? Đó là những cái mà chúng ta nhìn thấy nền kinh tế của chúng ta trong mắt các nhà đầu tư như thế nào, đúng không ạ? Tiếp theo, để đưa đến một cái kết luận, đó là thị trường chứng khoán 2021 đến 2023, giai đoạn vàng cho tích sản cổ phiếu, thì cái yếu tố các cái doanh nghiệp trên sàn là vô cùng quan trọng. Ở đây chúng tôi có đưa ra một số doanh nghiệp ví dụ thôi, cho thấy được rằng là các cái doanh nghiệp ở Việt Nam nó ngày càng phát triển bền vững và mạnh mẽ và rất xuất sắc. Ở đây ví dụ như là tập đoàn Hòa Phát ạ, là một trong những cái công ty thép chắc là hiệu quả nhất thế giới hiện nay. Nó hiệu quả hơn tất cả các cái công ty thép lớn nhất ở trên thế giới, phải nói rất khủng khiếp. Tiếp theo là FPT. Đây cũng là một cái tập đoàn liên quan đến công nghệ rất xuất sắc, đúng không ạ? Họ cũng có rất nhiều các khách hàng trong top Fortune 500 hay thế giới di động, là một siêu doanh nghiệp, đúng không ạ? Tuổi đời đâu đó có hơn chục năm, mà doanh thu bây giờ cũng lên đến hơn 5 tỷ đô, gần 6 tỷ đô rồi. Rất khủng khiếp. Rồi là tiếp theo là như là Techcombank, ACB trong giới ngân hàng, phải nói là hai ngân hàng điển hình kiểu mẫu. Hay là PNG, một cái doanh nghiệp về bán lẻ trang sức hiện đại và rất là xuất sắc.
Thì khi có những cái doanh nghiệp xuất sắc như thế thì nó cũng như là cái cơ hội của chúng ta ngày càng nhiều hơn. Đúng không ạ? Ở trong cái thời buổi kinh tế khó khăn như thế này, bản thân chúng ta nhé, tự kinh doanh, tự làm này làm kia thực sự rất vất vả, rất khó khăn. Chính vì thế có những cái doanh nghiệp xuất sắc, họ làm ăn giúp chúng ta. Chúng ta chỉ việc tập trung tìm họ và đầu tư vào họ thôi. Thì cái hiệu quả của chúng ta thậm chí cao hơn rất rất nhiều lần so với việc chúng ta tự triển khai kinh doanh đầy rủi ro. Đầy rủi ro. Thì đấy là lý do thứ hai. Lý do thứ ba ở đây. Lý do thứ ba ở đây là tăng trưởng doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán của chúng ta nó vượt trội so với các cái doanh nghiệp ở các nơi khác. Thậm chí nó vượt trội so với các cái kênh đầu tư khác. Rất vượt trội, rất khỏe. Khỏe ở đây đến từ các cái yếu tố nào? Thứ nhất là đó là việc kinh tế của chúng ta phát triển rất tốt. Bất chấp khủng hoảng, bất chấp Covid năm 2020. Đúng không ạ? Thì GDP của Việt Nam tăng trưởng vẫn sấp xỉ 3%. Sấp xỉ 3%. Thì năm 2021 này, tuy gặp Covid cực kỳ khó khăn trong cái quý 3 này, tuy vậy thì dự báo tăng trưởng kinh tế của chúng ta năm nay có thể đạt mức khoảng 4%. Đó. Thì khi kinh tế phát triển tốt là minh chứng rằng các doanh nghiệp trong nền kinh tế phát triển tốt. Các doanh nghiệp trong nền kinh tế phát triển tốt. Và đặc biệt, các cái doanh nghiệp niêm yết ấy, thường là những doanh nghiệp đầu ngành, có số có má, họ có nguồn vốn rất là lớn, mạnh. Bởi vậy cho nên là họ sẵn sàng nắm được các cái cơ hội. Họ trải qua khó khăn một cách dễ dàng. Họ có tiền để họ bung ra phát triển một cách mạnh mẽ. Quý vị có thể thấy các doanh nghiệp hàng đầu ở trên thị trường chúng ta, tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu của nó rất thấp. Và cái tiềm năng họ có thể vay để có thể thúc đẩy phát triển là rất cao. Và đặc biệt là cái lãi suất bây giờ rất thấp, giúp cho họ có thể sử dụng đòn bẩy một cách hiệu quả và mạnh mẽ hơn. Tiếp theo là cái vấn đề công nghệ. Như ngày xưa chúng ta có thể thấy rằng thương nhỏ mới đi nhanh. Nhưng thực tế hiện nay, nhờ có việc công nghệ phát triển rất tốt, khiến cho các cái doanh nghiệp to cũng có thể tăng trưởng và phát triển rất mạnh. Thì đó là nhờ cái yếu tố công nghệ. Chúng ta có thể thấy rất nhiều các cái doanh nghiệp thời qua gian vừa qua trung bình mỗi năm tăng trưởng kết quả kinh doanh lên đến 30-40% trong 5-7 năm liền. Và trong tương lai họ vẫn có thể duy trì lâu dài như thế. Thì đó là nhờ các cái yếu tố về công nghệ, về nguồn vốn, rồi nhờ cái sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế của chúng ta. Thì khi đó việc chúng ta đầu tư vào những cái nơi mà có những cái doanh nghiệp tuyệt vời, có những doanh nghiệp xuất sắc và tăng trưởng vượt trội như vậy thì sẽ mang lại cái cơ hội rất lớn cho chúng ta, sinh lời sẽ rất cao trong tương lai. Thì hôm vừa rồi tôi làm có một cái thống kê trung bình các cái kênh đầu tư sinh lời, thì có thể nhận thấy rằng kênh đầu tư chứng khoán và bất động sản là hai kênh đầu tư vượt trội trong suốt hơn 20 năm qua. Đâu đó chúng ta có thể thấy những cái nơi mà bất động sản tăng giá rất cao, có thể mấy chục lần, nhưng mà đó là cục bộ thôi. Còn nhìn chung, tăng trưởng của thị trường bất động sản đâu đó khoảng 11%. Và thị trường chứng khoán trong 21 năm qua, tăng trưởng cả cổ tức nó lên đến khoảng gần 15%. Thưa quý vị, nó rất hấp dẫn. Và trong tương lai, nền kinh tế của chúng ta còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thì điều này sẽ khiến cho cái thị trường chứng khoán của chúng ta có thể tăng trưởng còn mạnh hơn nữa. Thời gian vừa qua tôi thấy một số chuyên gia có dự báo rằng 2025 VN Index có thể 2.500 điểm. Nhưng mà theo cá nhân tôi, nếu mà chúng ta kiểm soát dịch tốt, chúng ta trở lại kinh tế tốt, thì cái việc nó có thể đạt mức điểm ý, thậm chí còn trước năm 2025 cả. Thậm chí còn đạt trước cả. Đó, vì chúng ta có rất nhiều thứ để ủng hộ. Tiếp theo, tóm tắt lại, vì sao cái giai đoạn 2021-2023 là cái thời kỳ vàng để tích sản cổ phiếu? Đầu tiên phải nói đó là định giá thị trường chứng khoán Việt Nam rất hấp dẫn, với PE khoảng độ hơn 16 lần hiện tại và đến hết năm nay khoảng 15.3-14 lần. Nó
nó thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Và đặc biệt nó rất thấp trong cái điều kiện lãi suất của chúng ta đang giảm rất sâu. Lãi suất trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011-14 lên đến trên 10-13%. Thì hiện nay chỉ còn đâu đó 2.1% mà thôi, rất thấp. Ngay cả gửi tiết kiệm trước đây lên đến hơn 10%. Thì hiện nay gửi tiết kiệm ở Việt Nam kỳ hạn 1 năm nó cũng chỉ khoảng độ 6%, thậm chí thấp hơn. Thấp hơn. Thứ hai là ở nền kinh tế của chúng ta đang và sẽ xuất hiện rất nhiều các cái doanh nghiệp xuất sắc. Rất nhiều các doanh nghiệp xuất sắc. Những doanh nghiệp hàng đầu thế giới chứ không phải chỉ là những cái doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam đâu ạ. Thứ ba là tiềm năng tăng trưởng của các cái doanh nghiệp trên sàn thì nó vượt trội hoàn toàn so với nền kinh tế nói chung và so với các cái doanh nghiệp nói chung. Thế do đó nó tạo ra những cái cơ hội tăng giá mạnh đối với những cái cổ phiếu đó trong tương lai. Trong tương lai thì đó là cái nội dung như vậy. Tiếp theo thì tôi xin trình bày về cái chương trình, cái cuộc thi Chiến sĩ tích sản. Chiến sĩ tích sản. Thì trên đây là những cái tiêu chí để có thể tham gia cũng như là tranh tài ở cái chương trình này. Thì Chiến sĩ tích sản là nơi AZFIN sẽ vinh danh các cái thành viên có hành trình tích sản một cách kỷ luật. Đầu tiên phải nói đến kỷ luật. Rồi kết nối cộng đồng tốt và lan tỏa giá trị về phương pháp đầu tư dài hạn, bền vững, cùng mọi người thành công. Đó, thì tức là chúng ta phải lan tỏa giá trị. Đúng không ạ? Tiếp theo, về cái giải thưởng thì cái chiến sĩ tích sản này có giải thưởng vô cùng lớn. Đúng không ạ? Đầu tiên là giải thưởng về chiến sĩ tích sản thì gồm 6 giải. Đó, bao gồm có kỷ niệm chương rất là đẹp của chương trình. Rồi giá trị tiền mặt thì là 2 triệu đồng trên một giải. Và giá trị khóa học đầu tư lên đến 5.380.000 đồng. Đó. Nếu quý vị cảm thấy khóa học hiện vật không thấy hấp dẫn lắm thì có thể là hướng đến mốc 2 triệu kia. Và đây có tới 6 giải thưởng cơ. Không hề ít, có 6 giải thưởng cơ. Đó. Tiếp theo, đến lượt là giải thưởng chiến sĩ tích sản xuất sắc. Thì xin thưa với quý vị, giải thưởng này thì cũng rất nhiều. Có tới 3 giải. Đúng không ạ? Bao gồm kỷ niệm chương của chương trình, giá trị tiền mặt 5 triệu đồng trên một giải và có 3 giải, giá trị khóa học đầu tư lên đến 9 triệu đồng trên một giải nữa, thì có thể thấy giải thưởng rất hấp dẫn, đúng không ạ? Và tiếp theo, đó chính là giải thưởng chiến sĩ tích sản siêu cấp, tức là giải thưởng cao nhất ấy. Thì giải thưởng này gồm một giải thưởng, bao gồm kỷ niệm chương của chương trình này, giá trị tiền mặt lên đến 15 triệu đồng, giá trị khóa học đầu tư là 50 triệu đồng. Và đặc biệt là tôi sẽ trực tiếp coaching quý vị 1-1. Thì cái này kéo dài trong vòng mấy tháng thì có thể tạo thành một cái thói quen tốt cho quý vị, một cái chiến lược hay một cái phương pháp đầu tư tốt cho quý vị trong cái quá trình coaching đó. Thì quá trình coaching đó thì tùy vào yêu cầu của quý vị thì tôi có thể hỗ trợ các quý vị từ việc định hướng nghề nghiệp đến việc quản trị tài chính cá nhân của quý vị, rồi đến cái việc gọi là định hướng đầu tư trong tương lai để hướng đến rút ngắn cái thời gian tự do tài chính một cách nhanh nhất và sớm nhất. Thực tế chúng tôi cũng đã coaching rất nhiều người giảm được cái thời gian tự do tài chính lên đến 5-10 năm, thay vì có khi họ 30 năm họ mới tự do tài chính, thậm chí có người giảm xuống còn có 10 năm đã tự do tài chính rồi. Đó, giảm xuống đến như thế thì chúng ta cần phải có một cái kế hoạch, một cái chiến lược, một cái chương trình rất rõ ràng và đưa cái đó nó vào với cái đời sống của chúng ta hàng ngày, thì từ đó chúng ta sẽ có được mỗi thứ hiệu quả một chút một chút một chút và thành ra một cái sự hiệu quả vô cùng lớn lao. Và việc chúng ta tự do tài chính sớm hơn nhiều năm là một điều trong tầm tay. Thì đây là cái giải thưởng đặc biệt chỉ dành cho một người có cái giải thưởng này. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng chương trình của chúng ta tổng cộng có tới 10 giải thưởng, và đấy điều kiện tham gia cũng tương đối là ngặt nghèo. Chính vì thế quý vị mà tham gia thì giải thưởng gần như là 10-10 ở trong tay, đúng không ạ? Thì qua cái chương trình này, qua cái những cái giải thưởng như thế này thì không những có cơ hội đạt được giải thưởng, và đặc biệt quý vị còn có cơ hội ôn lại những cái gì mình đã tích sản từ cái thời gian đầu
từ đó rút ra được các cái bài học, các cái kinh nghiệm cho mình để tương lai tích sản có thể hiệu quả hơn. Và đặc biệt khi cộng đồng của chúng ta ngày càng tích sản tốt, hiệu quả hơn và tích sản quy mô được ổn hơn một chút, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị thêm về cái chương trình tích sản nâng cao. Thì để tham gia được cái chương trình tích sản nâng cao này thì cũng phải đòi hỏi quý vị tích sản được một thời gian dài, tuân thủ kỷ luật, đúng không ạ? Rõ ràng. Và đặc biệt là cái quy mô tài sản của quý vị cho tích sản cũng phải tương đối một chút. Thì lúc đó quý vị mới nên bỏ thêm thời gian để thực hiện cái tích sản nâng cao. Còn nếu chúng ta mới tích được nho nhỏ xinh xinh thì chúng ta cứ tiếp tục tích sản như thông thường. Và hãy tập trung vào cái công việc của chúng ta, cũng như là tập trung vào việc nâng cao cái kiến thức hơn nữa cho quý vị. Đó, thì trên đây này tôi cũng đã công bố về cái giải thưởng của cái chương trình gọi là chiến sĩ tích sản đến với quý vị với các cái giải thưởng vô cùng hấp dẫn.